Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm bình hoa hồng kết hợp với hoa hướng dương để bàn thờ đơn giản và chi tiết nhất. Thì nguyên liệu ở đây mình dùng đó là 3 hoa hướng dương, 6 hoa hồng và 6 lá phát tài, 3 cành là thủy trúc và hoa đệm đó là hoa vàng anh. Thì vàng anh các bạn chỉ cần là 5 cành, 5 hoặc 6 cành là vừa đủ nha. Trước tiên thì mình sẽ cắm một cành hoa vàng anh trước nha các bạn. Các bạn tuốt lá phần gốc đi ha, và cắm ngay phần giữa cho mình nè. Ở đây mình sẽ cắm hơi cao ha các bạn. Cắm ngay ở giữa nha, ở giữa cục xốp lùi phía sau một cái cành vàng anh nè. Rồi tiếp nữa thì cũng vàng anh nữa nha. Các bạn cắm lại xuống. Cắm lại xuống như vậy nè, cho cái độ nó ra dung hình tam giác vậy đó. Với các bạn cắm như vậy nè, một bên nha, một cái phía đó, từ trên nè, từ trên nó xuống dưới ha, từ trên xuống dưới nó sẽ đi qua một bên ha, có một cái độ xéo, thì giống như có một cái độ xéo nè các bạn ha, đó. Rồi mình sẽ cắm một bên thêm tay phải là ba cành thủy trúc nha các bạn. Các bạn cắt ba cành có cái độ cao thấp với nhau ha. Tiếp theo mình sẽ cắm hoa hồng nha các bạn trồng một cái hoa hơi búp như thế này ha, vừa nở thôi. Các bạn cắm xen kẽ vào giữa cành thủy trúc và cái cành vàng anh nè, cho cái hoa chúng ta quay về phía trước một tí. Rồi cái cành hồng thứ hai thì các bạn cũng cắm và thấp hơn cái cành hồng vừa rồi. Cắm theo cái từng của ba cái cành thủy trúc nha các bạn. Đây. Mình sẽ điều chỉnh cái cành hồng này xíu nha các bạn, tại vì cành hồng nó hơi cong. Cành hồng thứ ba thì các bạn cho thấp hơn nữa. Cái cành hoa hồng thứ tư thì các bạn cắm cho nó về phía bên tay trái một xíu và thấp hơn cành hồng thứ nhất một ít nha các bạn nha. Cái cành hồng thứ năm thì các bạn chọn cái hoa hơi nở và chúng ta cắm cái gốc nè, cắm xiên như vậy nè các bạn nha. Đây là cái gốc, là cái cắm xiên để cho cái hoa nó về phía trước. Đây, các bạn thấy hai cái hoa này đã về phía trước rồi ha. Và chúng ta sẽ cắm xiên nha các bạn nè. Mình sẽ cắm lại cho các bạn xem. Cái cành hồng thứ 5 xong rồi thì các bạn sẽ cắm cành hồng thứ 6, cặp cắm sau cành thủy trúc. Đó, chúng ta cắm phía sau là cho nó hơi mờ mờ như vậy nè.
là giống như là chúng ta đang cắm thêm một cái hoa vậy. Mình sẽ chọn một cành hoa hướng dương hơi nở nha các bạn. Các bạn cắt vừa và cắm cho cái hoa lá bên tay trái. Rồi các bạn cắt thêm một cái hoa nữa cắm phía dưới của cái bình bông của chúng ta nè. Rồi cắm phía bên tay phải một cái nữa. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái lá phất tài và mình sẽ uốn cong lại nha các bạn. Các bạn đo cái độ cong và độ bình của chúng ta dài cỡ nào thì chúng ta sẽ cắt để chúng ta xiên cái qua cái lá để mà chúng ta cắm ha. Các bạn cầm lại luôn và các bạn cắm ha, tùy theo các bạn thì là thích cắm ngã ra, các bạn thì là thích cắm vô. Các bạn cắm mấy cái lá phất tài vừa rồi chúng ta cuốn đó, cắm vào. Ở đây các bạn cắm vòng quanh luôn nha, vòng quanh cái bình của chúng ta mặt trước. Nếu cắm chưa quen thì các bạn cũng có thể là cắm cái vòng này trước rồi chúng ta có mới cắm bông sau cũng được. Còn cắm quen rồi thì các bạn chỉ việc cắt bông và cắm vào thôi. Mình sẽ đệm thêm một cành vàng anh nữa ở bên góc tia trái của chúng ta. Thêm một cành nữa nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho một số hoa sa lem vào để đệm. Để mà xen kẽ chỗ hoa hồng. Cái cành này mình sẽ cắt ngắn bớt nha. Rồi tiếp theo thì các bạn chỉ việc là xịt nước để giữ hoa được tươi lâu. Vậy là clip của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.